Kính lọc CBL sẽ có công năng gì hỗ trợ cho quay phim và chụp ảnh? Thì ở video này em đang quay bằng kính lọc CBL không gian. Khi mà em gắn kính lọc CBL vô, anh chị có thể để ý được ở phần bên đây và bên đây của em là hiện tượng độ bóng cho em sử dụng phần ánh đèn. Khi mà em sử dụng cái filter gắn vào đây thì em xoay đường kính filter, nó sẽ làm khuất xạ mất đi từ từ cái lớp bóng ở bên đây của em ha. Thì khi đó thì cái mặt của em nó sẽ bằng đều hơn. Và kính lọc CBL á thì mình sẽ có hai dòng, một dòng để mình gắn vào lens và một dòng để mình xoay bên ngoài. Anh chị có thể thấy như thế này, khi em xoay á thì cái hiện tượng quang xa trên khuôn mặt của em nó giảm dần đi, và lúc đó anh chị có thể quay phim tiện lợi hơn để tránh trường hợp cái khuôn mặt của mình nó bị lộ bóng khi mình chiếu sáng. Ví dụ như em xoay cái filter của em xoay qua một chiều khác thì bắt đầu nó sẽ bị lộ bóng lên. Em xoay theo dòng tròn đều như thế này thì nó sẽ làm mất đi cái bóng của mình. Thì ở đây là đường kính filter của mình, em có filter của nhà Hoya dòng UX đời 2 CBL sẽ có chất lượng quang học tốt, không làm giảm chất lượng hình ảnh. Yes. Với chiếc kính lọc CBL này nó sẽ giảm 1.5 stop sáng khi mình gắn filter CBL này vào, thì cái tốc độ máy của mình sẽ bị giảm xuống hoặc là khẩu độ của mình sẽ mở ra để chia cho nó bù lượng sáng lại và mình sẽ tăng ISO lên. Thì nếu anh chị muốn sử dụng một chiếc kính lọc để làm giảm đi những cái hiện tượng bóng khi mình quay phim thì mình có thể chọn là kính lọc CBL anh chị ha. Chúc anh chị thành công.